Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Zenvity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình IPsec VPN Remote Access trên Firewall FortiGate. Thông thường khi mà cần kết nối người dùng từ xa đến văn phòng như các trường hợp Work From Home thì chúng ta sẽ sử dụng VPN Client to Xa hay là Remote Access. Trên FortiGate sẽ cho chúng ta hai tùy chọn là IPsec VPN hoặc SSL VPN. Cả hai loại VPN này đều cung cấp tính bảo mật cao và sẽ được áp dụng tùy vào nhu cầu của chúng ta. SSL VPN thì mình đã có video hướng dẫn rồi, nên trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng IPsec để tạo tunnel cho người dùng có thể truy cập vào mạng nội bộ nhé. Trong video trước thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cấu hình LDAP server để xác thực với các tài khoản user trên AD và test xác thực policy khi người dùng truy cập Internet. Do vậy, trong video này, mình sẽ sử dụng luôn các tài khoản LDAP để xác thực với VPN. Mình đã cấu hình LDAP trên FortiGate và ép các tài khoản LDAP vào. Để cấu hình IPsec VPN thì chúng ta sẽ có một số bước tương tự như với SSL VPN. Các bạn truy cập vào menu VPN. Với IPsec VPN Remote Access, các bạn có thể vào menu IPsec Tunnel. Chọn Create New để tạo. Hoặc các bạn cũng có thể vào menu IPsec Wizard đều được, nó tương tự như nhau thôi. Template Type thì chọn Remote Access. Remote Device Type chọn Client Base và FortiClient. Khi đó trên máy tính client các bạn sẽ cần cài thêm phần mềm FortiClient để kết nối VPN và các bạn nên sử dụng cách này. Nếu các bạn không muốn cài FortiClient thì các bạn cũng có thể chọn Native và chọn hệ điều hành tương ứng. Incoming Interface sẽ là cổng WAN mà các bạn sử dụng để VPN. Cổng WAN này cần phải có IP WAN là IP tĩnh. Trong trường hợp không có IP tĩnh thì các bạn cần phải có dịch vụ DDNS để phân giải tên miền về IP động. Pre-shared key, nhập key mà các bạn dùng để xác thực. User group, chọn group mà các bạn muốn sử dụng để xác thực VPN. Mình sẽ chọn group LDAP. Trong trường hợp các bạn sử dụng user trên firewall thì nó cũng vậy thôi. Các bạn tạo các user và user group trên firewall để xác thực cho VPN. Về cơ bản, phần cấu hình VPN xác thực với tài khoản LDAP hay là local user là giống nhau. Chỉ thêm phần các bạn phải cấu hình LDAP trước để lấy user về thôi. Local Interface chọn những cổng LAN nào mà các bạn muốn người dùng VPN có thể truy cập tới. Các bạn có thể chọn nhiều cổng nếu muốn cho phép client truy cập vào nhiều dịch vụ. Local Address chọn các giải mạo tương ứng với các Local Interface phía trên. Hoặc nếu các bạn chưa tạo các address cho từng interface thì có thể chọn All cũng được. Client Address Range là giải IP sẽ cấp cho client kết nối VPN. Subnet mask các bạn để mặc định là /32. DNS thì các bạn có thể dùng mặc định của FortiGate hoặc là tự nhập cũng được. Phần Enable IPv4 Split Tunnel này liên quan đến traffic người dùng. Khi các bạn kết nối VPN thì sẽ có hai loại chính. Một loại là traffic truy cập đến trụ sở chính thông qua VPN Tunnel, còn một loại là các traffic thông thường khác của client. Nếu các bạn enable mục này lên thì chỉ có loại 1 là VPN traffic sẽ đi qua tunnel. Còn lại các traffic khác sẽ đi qua WAN của client. Nếu các bạn tắt mục này đi thì toàn bộ traffic của client, bao gồm cả traffic ra internet của client đều đi qua VPN tunnel. Nên các bạn sẽ kiểm soát được toàn bộ các traffic này. Các bạn bật tắt tùy nhu cầu thôi. Các option này thì các bạn bật hết lên cũng được. Nhấn Create để tạo. Như vậy là xong. Các bạn sẽ thấy một tunnel trong menu IPsec Tunnel và tunnel này sẽ ở trạng thái Inactive.
khi không có người dùng kết nối. Nếu có người dùng kết nối thì nó sẽ tự động chuyển sang Active. Khi các bạn tạo VPN bằng Wizard thì FortiGate cũng tự động tạo các policy để cho phép truy cập giữa VPN và mạng LAN mà các bạn đã cấu hình. Các bạn có thể chỉnh sửa các policy này theo chính sách của mình. Ok, mình sẽ kết nối thử VPN. Trên máy client, các bạn cài phần mềm FortiClient. Nếu các bạn chọn phía trên là sử dụng FortiClient, các bạn có thể search FortiClient trên Google. Vào trang chủ của Fortinet. Chọn mục là FortiClient VPN Only. Bản này là bản miễn phí, còn với các bản trên sẽ có nhiều tính năng bảo mật hơn. Tuy nhiên, các bạn sẽ cần mua license và tích hợp vào giải pháp bảo mật của FortiGate. Download các phiên bản tương ứng với thiết bị. Sau khi cài xong thì các bạn mở FortiClient lên, chọn Configure VPN. Chọn kiểu là IPsec VPN. Đặt tên và mô tả cho VPN. Remote Gateway là IP WAN trên cổng WAN mà các bạn đã cấu hình. Nhập Pre-Shared Key. Chọn Safe Login để lưu tài khoản. Nhấn Save. Nhập password của tài khoản VPN và nhấn Connect. Như vậy là chúng ta đã kết nối thành công VPN. Quay lại FortiGate thì các bạn có thể thấy tunnel đã ở trạng thái up và có một connection. Để cấu hình IPsec VPN Remote Access thì chỉ có vậy thôi. Đối với một số bạn cần sửa đổi kiểu mã hóa phase 1 và phase 2 theo policy riêng của công ty thì các bạn có thể edit VPN này. Chọn Convert to Custom Tunnel. Sau đó các bạn có thể edit toàn bộ thông tin của tunnel. Về phần network, thông số phase 1, thông số phase 2. Tuy nhiên khi các bạn sửa đổi các thông số này thì các bạn cũng cần phải sửa trên thiết bị client. Trong FortiClient, các bạn chọn Edit VPN, chọn Advanced Setting và chỉnh các thông số trên FortiClient giống với trên FortiGate. Hai đầu cần phải giống nhau thì các bạn mới có thể kết nối VPN được nhé. Các bạn thay đổi mục nào trên FortiGate thì cần phải thay đổi tương tự trên FortiClient. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình IPsec VPN Remote Access trên Firewall FortiGate. Nếu các bạn gặp khó khăn gì, có thể comment bên dưới video để mọi người cùng khắc phục nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.